Ăn thử đi, xem tay nghề tôi thế nào. Thế nào, được không? Cũng được đó. Anh nấu thiệt á hả? Trời ơi, cái món này là tôi nấu thật. Món đặc biệt tôi học từ mẹ tôi đấy. Chắc là mẹ anh thương anh thì chiều anh lắm ha. Ngược lại. Sao vậy? Mẹ tôi bảo bỏ đi từ lâu rồi. Tôi xin lỗi. Không có gì đâu. Ăn đi. Anh ăn đi. Mà Bích này, chẳng có chìa khóa. Ăn cùng cô bữa này xong tôi sẽ đi. Sau này nếu có bất kỳ khi nào cô muốn ăn lại món này cứ gọi cho tôi, tôi sẽ đến nấu cho cô. Thôi ăn đi. Sao vậy? Mới xa nhau mà đã cảm thấy nhớ rồi à? Tôi chỉ hỏi thăm anh thôi. Anh đang làm gì? Tôi đang đi bộ, cảm nhận không khí tự do thôi. Anh có còn ý định lên công an xin tạm giam không? Mà này, có thèm đồ ăn tôi nấu nữa không? Bây giờ mà anh còn nghĩ tới chuyện ăn uống được à? Lo chuyện của anh trước đi. Lúc trưa tôi nấu cho cô sốt vang rồi, lúc chiều tôi sẽ nấu cho cô món khác nhá. Chúng tôi là cảnh sát hình sự, được lệnh mời anh về lại trụ sở để lấy tiếp lời khai về vụ gây tai nạn chết người. Alo. Alo. Dạ vâng, tôi sẽ đi ạ. Mời anh đi theo chúng tôi. Tôi sẽ lên ạ. Alo. Mời anh đi theo chúng tôi. Không phải bây giờ, tôi là con vật xuống. Buông ạ. Chúng mày là ai? Chúng mày muốn gì? Anh là một loại tội phạm cực kỳ ngoan cố, đã lái xe đâm chết người, lại còn bỏ trốn, bây giờ lại còn giả bệnh trốn vào viện tâm thần để hòng thoát tội đúng không? Chúng mày mất cóc tao để tống tiền đúng không? Hả? Đây là đâu? Chúng mày đứng ở đâu đây? Trả lời đi, có phải anh giả điên nhằm thoát tội đúng không? Thế chúng mày nghĩ tao bị điên mà tin chúng mày là cảnh sát hình sự. Bỏ bao bì bắt cho tao đi. Tao nói bỏ ra. Anh Đức này, anh cứ ngoan cố như thế này ấy cũng chỉ là mất thời gian của chúng ta thôi. Bỏ bao bì bắt ra. Tao muốn nước. Tao bỏ ra cơ mà. Thành khẩn khai báo thì sẽ được giảm nhẹ tội đấy. Này, sao chúng mày đánh nó kinh thế hả? Anh ơi, thằng này nó láo quá, em phải đánh cho nhừ nó ra anh ạ. Chỉ rủa chân tay thôi. Tao muốn nó nói, tao muốn nó nhận, xem nó thế nào. Anh ơi, nó ngất rồi anh ạ, nhưng mà em sẽ làm nó tỉnh lại ạ. Đánh nhiên. Tao biết chúng mày là ai, chúng mày chết rồi tao.